Sau khi xem hết video, bạn sẽ thấy vẽ không hề khó. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một chú gấu rất là đáng yêu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ đỉnh đầu của chú gấu hơi lệch sang bên trái một chút. Đấy, một cái đỉnh đầu. Đây, chúng ta có thể vẽ hẳn cả một cái đầu đi. Đấy. Bên này thấp hơn nhé, để tao vẽ cái tay. Chúng ta sẽ vẽ cái tay này. Hai cái tay hình tròn ở trên đầu. Đấy, tai gấu. Bên này thì chúng ta sẽ vẽ một cánh tay này. Cánh tay bạn ấy. Đó. Khó quá. Không có gì khó cả. Rồi. Tiếp theo chúng ta vẽ cái áo này. Tay xong rồi chúng ta vẽ cái áo đi vào đến cái tay này. Đấy, cổ áo. Tiếp theo chúng ta vẽ cái tay ở bên dưới này. Đấy, chúng ta vẽ xuống cái chân này. Nối được cái tay này xuống chân này. Đây nha, chúng ta vẽ cái đáy quần này. Đấy, đáy ở phía chân. Chân này chúng ta chia đôi ra này. Có hai cái chân hai bên. Đấy, bạn đi hai chiếc giày. Không sao, lát chúng ta chỉnh lại hình một chút. Bây giờ chúng ta vẽ cái mũi này. Cái mũi là một hình oval ở giữa mặt này. Ở phía trên chúng ta sẽ vẽ cái núm mũi này, màu đen này. Cái đỉnh mũi ấy. Ở phía dưới chúng ta sẽ chia khoang miệng ra. Đấy, chúng ta chia đôi. Chúng ta vẽ khoang miệng ở phía dưới. Tiếp theo là chúng ta vẽ hai mắt hai bên. Hai mắt là hai hình tròn. Hai hình tròn hai bên. Chúng ta vẽ hai phần lòng đen ở bên trong. Đấy, lòng đen của mắt ấy. Rồi, tiếp theo để trang trí cho bức tranh thì chúng ta sẽ vẽ chú ý cầm cái lá cây nhé. Cành lá cong lên. Cành lá cong. Ở đây chúng ta sẽ vẽ một cái lá thật to để che ô đầu này. Đấy, lá thật to. Cầm cái lá để che lên trên đỉnh đầu. Đó, chúng ta có thể vẽ hai chiếc. Hai chiếc. Đấy. Đây chúng ta vẽ cái tay áo này. Và vẽ một hình gì đấy ở trang trí ở đây. Có hình trái tim hoặc là hình chữ gì đấy.
Mình sẽ vẽ gấu thì sẽ vẽ chữ G nhé. Bạn người thì vẽ trái tim và bụng của bạn ấy. Em vị trí tìm. Chữ G. Đấy, G là đầu gấu. Rồi, vậy là chỉ mất khoảng 5 phút thôi, chúng ta đã vẽ hình hai chú gấu cầm chiếc lá ở đây. Bây giờ chúng tôi sẽ chỉnh hình và tô màu, các bạn đón xem đến cuối video nhé. Các bạn ơi, mình là sau tầm khoảng 20 phút chúng tôi đã vẽ xong hai chú gấu rất là dễ thương ở đây. Đấy, các bạn hãy vẽ hai chú gấu và tô màu xem có hiệu quả không nhé. Gấu của em hơi bị béo. Gấu của bạn. Chân bé. Không sao, lần sau chúng ta sẽ cố gắng hơn. Buổi hướng dẫn vẽ video hai chú gấu ở đây đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.